Hello, chào mừng các bạn đã quay lại Crypto FX. Tiếp tục kèo thơm. Kèo thơm thì cùng hít thôi. Video hôm nay sẽ chia sẻ cho mọi người tham gia airdrop từ một số dự án tiềm năng trên mạng Terra. Terra Luna, ánh trăng huyền thoại. Tiềm năng hay tiềm tàng tôi cũng không biết nữa. Rồi thì bây giờ giải thích sơ về kèo này một tí. Đại khái như sau. Đây là danh sách những cái dự án mới ở trên Terra và hiện tại có những dự án đang bắt đầu khởi chạy, cũng có những dự án đã khởi chạy rồi, đang mainnet, testnet, hỗn tạp nằm ở đây. Tổng cộng đâu đó tầm cỡ 136 dự án. Và mình sẽ sử dụng cái đồng Luna để đi vote, đi bình chọn ha, thông qua cái việc đưa cái Luna vào đặt cọc cho những cái dự án này. Và nếu dự án sau này nó thành công hoặc là nó đi vào mainnet á, và nó có một đợt airdrop thì nó sẽ phát cái phần thưởng gọi là retroactive ha, gọi là hồi đáp, báo đáp lại những cái người mà đã vote, đã bình chọn cho nó. Đơn giản như vậy thôi, không khác gì với việc đi staking cả. Xem đây là những cái pool ha, gửi tiền vô để kiếm lợi nhuận đấy, vậy đâu có mất gì đâu các bạn. Thật ra là có, trong quá trình các bạn gửi và thực hiện giao dịch các bạn sẽ tốn phí gas ha. Phí gas tính bằng Luna hoặc là UST, gas này của mạng Terra nó thu. Và đặc biệt trong số 136 dự án này có những dự án đang thông báo và khuyến khích các bạn nha, sẽ phát hành airdrop cho những người vote cho nó, đúng không? Thì những dự án đó mình sẽ ưu tiên, còn những dự án mà không thông báo thì mình cũng chọn lọc để mình tham gia luôn nếu mà thấy nó tiềm năng. Cái đó là đi săn ha. Đó. Thì kèo này hơi hỗn tạp một tí xíu. Kèo là dự án nào thông báo có airdrop thì tham gia, còn những dự án nào không có mà thấy tiềm năng là đi săn luôn. Tất nhiên đi săn thì sẽ có trúng hoặc là tèo các bạn nha. Nhưng mà dù trúng hay tèo thì tiền của các bạn vẫn nằm ở đó, vẫn có thể rút ra được. Cái các bạn mất chỉ là phí gas. Lưu ý ha. Và có khi nào mất tiền không? Cũng có các bạn, đối với những cái pool mà các bạn đưa vô mà nó không uy tín á. Tại vì khi các bạn gửi tiền vô và các bạn ủy quyền ha, ủy nhiệm tiền cho nó, gửi thẳng vào cái ví của dự án rồi, thì nếu mà nó bùm, nó bỏ chạy thì số tiền đó coi như mất, nó là vậy ha. Nên cân đo đong đếm để chia ra và lựa sàng lọc, lựa chọn những dự án uy tín để mình gửi vô. Đại khái là vậy. Vậy cách thức sàng lọc như thế nào thì dựa trên cơ sở có hai cái trang. Thứ nhất là trang Luna Airdrop, nó liệt kê những cái danh sách đây, những danh sách tiềm năng và khả năng sẽ có airdrop trong tương lai. Ví dụ ở đây là 4 dự án đã có airdrop rồi các bạn nha, và 1, 2, 3 kèo đầu mà mình đã bị bỏ lỡ. Kèo thứ tư và Starterra ha, và hôm bữa đã hốt rồi. Đấy, tiếp đến là những dự án này. Đây 31 mà trừ cho 4 thì còn đâu đó bao nhiêu? Còn tầm cỡ 27 các bạn nhé. Tuy nhiên trang này thì nó cũng không đầy đủ cho mấy. Mình sẽ sử dụng cái thông tin từ trang terra.smartstat để chọn lọc lại, chọn lọc những cái dự án mà mình sẽ tham gia các bạn nhé. Trên trang SmartStat này thì nó sẽ liệt kê những cái dự án, và những dự án nào mà đã kiểm toán rồi á, thì mình sẽ chọn các bạn nha. Ví dụ cho các bạn xem thử. Thôi cái đó lát tính đi ha. Bây giờ đại khái cái nội dung airdrop nó là vậy. Bây giờ mình tiến hành tham gia thôi. Nếu mà không muốn chọn lọc á, tham gia hết 136 này luôn được không các bạn? Được chứ không? Ông nào có tham gia hết thì càng tốt. Còn nếu mà, nhưng mà mình thấy nó hơi nhiều quá. Bần cưa khúc bự nan phương giác ha. Giác được lên rồi nan phương đi. Đúng không? Thì nên chọn lọc một tí và mình sẽ khoanh vùng cho các bạn, yên tâm ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ nói các bước để chuẩn bị tham gia cái kèo này. Đầu tiên là phải có ví Terra Tyson, và thứ hai là có cái đồng Luna. Về cái phần ví thì đường link có đặt sẵn trong phần mô tả cho các bạn để bạn tải. Kèo này sử dụng trên điện thoại rất là mướt các bạn nha. Chỉ cần tải ví cho phiên bản Android hoặc iOS tùy theo cái điện thoại các bạn xài. Còn trên máy tính thì các bạn sẽ tải phiên bản dành cho PC. Nó có cả cho bên Mac luôn nha. Đấy. Tải cái app về và cài đặt, chứ không sử dụng trên trình extension các bạn nha. Nó có phiên bản extension trên duyệt Chrome, tuy nhiên không sử dụng được trong cái kèo hôm nay. Mình sẽ tải một cái app mới hoàn toàn và đăng nhập trên đó thông qua 12 cụm từ khôi phục nếu mà đã có ví rồi, còn chưa có ví thì tạo mới thôi. Cái đó quá đơn giản. Rồi về cái phần đồng Luna thì có thì sử dụng, còn không có thì đi mua các bạn nhé. Mua thì mua ở đâu? Rất là nhiều bạc sàn bán cái đồng Luna này, ví dụ như là Binance hoặc là Huobi. Ở đây mình sẽ sử dụng rút từ sàn Binance về minh họa cho các bạn tham khảo luôn. Tiến hành ha. Mấy kèo mà ngon ngon ăn chắc gì đó, đã nói về chắc rồi thì phải có răng mới cạp được các bạn ha. Đó là quy tắc muôn thở rồi. Ok, bây giờ về cái mục quá vẹt, các bạn copy cái địa chỉ ví đây, copy ha, lên sàn Binance, withdraw,
mình sẽ liệt kê ở trong phần mô tả video các bạn nha, những cái dự án mà các bạn tập trung vào, còn ngoài ra thì các bạn có thể tham khảo thêm ha. Rồi dán địa chỉ ví thôi, chọn mạng lưới và mạng Luna rút ở trên Huobi tương tự như vậy các bạn. Và kèo này thì theo mình độ các bạn nên sử dụng tối thiểu từ một Luna các bạn nha, để tham gia cho nó trọn vẹn. Với lại đồng Luna và đồng coi mạng thì cũng đáng để giữ một ít ở trên ví. Nó là vậy, tuy nhiên giá của nó thì hiện tại cái biểu đồ nhìn cũng hơi là nhức nhối ha. Về lâu về dài thì có thể nó lên nữa, nhưng mà có một đợt điều chỉnh mạnh hay không thì không biết, nên các bạn cân nhắc nha. Rồi, ngay cái phần Memo thì không bắt buộc khỏi nhập các bạn nha, tại vì ở trên ví Stellar Station nó không có yêu cầu mã Memo. Đây có cần không? Không cần ha, cứ bỏ qua. Ở trên sàn Binance, Min rút là 5 Luna. Còn ở trên Huobi thì là 2 Luna. Nếu mà bạn nào thấy nhiều quá thì có thể mua ở trên sàn CoinAd ha. Đường link có đặt sẵn ở trong phần mô tả cho các bạn luôn. Min rút rất là thấp, tuy nhiên phí rút thì rất là cao. Đâu đó tầm cỡ 0.1 hay 0.1 Luna các bạn. À, nói thì nói để zoom nhỏ lại coi cái phí rút ở trên đây bao nhiêu đã. Tắt cái này đi. Sao không hiển thị vậy? Để mình xem cái phí ở trên đây, cái máy bị sao nhỉ. Đây phí chỉ có 0.02 Luna thôi các bạn nha, đối với sàn Binance. Còn ở trên CoinAd thì đâu đó nó tầm cỡ 0.1. Rồi bấm gửi, lấy mã, đợi cái lấy mã xác minh các bạn. Không 55096. Thành công không? Ok ha. Trong thời gian chờ đợi tiền về ví thì mình sẽ lướt về cái trang Smart Start, chia sẻ cho các bạn cách tra thông tin trên đây. Các bạn có thể vào một Europe này ha. Đây. Đây là những dự án mà trên mạng Luna đang chạy Europe, 4 cái ha. Và như hồi nãy mình có nói rồi, chỉ lượm được cái Statera thôi, còn ba cái còn lại thì bị sảy nè. Giả sử có bằng cái ví bằng đủ điều kiện, các bạn có thể vào trực tiếp ở trên trang Smart Start đây nè, bấm lem luôn cũng được các bạn nhé. Đấy, ví dụ thử cái cho các bạn xem. Chắc tắt cái sàn này đi, đâu xài thứ nữa đâu. Đây, kết nối ví cái sử dụng, khi kết nối kiểm tra thì các bạn có thể sử dụng ví ở phiên bản là extension luôn cũng được, mục đích là kiểm tra xem có nhận được hay không thôi. Alo ha, đây không có cái gì để lem cả, nó là vậy và bị sảy rồi đó. Còn nếu mà sắp tới những dự án tiếp theo mình được thì nó sẽ hiện lên thôi. Rồi giờ về những cái phần dự án sắp có Europe thì các bạn có thể kiểm tra ở trong mục project nè. Đây, sau đó vào cái tab là Europe ha, thì hiện tại nó có khoảng 28 dự án, nhưng trong đó đã có 4 dự án nó có Europe rồi thì mình bỏ qua, ví dụ như con Mirror, con Ancho, con Bylon, con Statera chẳng hạn. Thì còn những cái dự án khác mình tham khảo, và bên cạnh thì nó có thông tin về dự án, ví dụ như trang mạng xã hội Twitter này nọ, các bạn có thể truy cập vào để tìm hiểu thêm về cái dự án đó, xem có những dự án lớn nào đang follow hay không. Mấy kèo này thì mình đã lướt sơ qua hết rồi, thì cũng khá nhiều dự án to đang follow các bạn, ví dụ như Statera này kia vân vân ha. Đấy, các bạn có thể tham khảo thêm thông tin. Và có một điểm lưu ý ở đây cho các bạn. Đâu? Như con này đây các bạn, con Nebula này cũng được nè ha, con Orion, con hành tím, hành tây gì đây cũng được luôn. Đấy, ông nào có nhiều Luna thì cứ vote trong những dự án này. Còn những dự án mà bên cạnh có dấu chấm than nè, thì đây là những dự án chưa được kiểm toán, chứ không phải là scam quýt gì đâu các bạn, chưa được kiểm toán ha, có thể bỏ qua những cái dự án này không. Lời những dự án nào mà chắc chắc hãy ăn, mình có răng mà sợ gì đúng không, nó là vậy. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành vote thử cho các bạn, và mình cũng có đặt sẵn ở trong phần mô tả video tóm lại ba cái dự án, bốn dự án mà các bạn nên vote. Thứ nhất là vote cho chính cái thằng Smart Start này, cái thứ hai là thằng Lup, cái thứ ba qua bên kia đi mà nhớ. Đấy, cách tra như thế như sau thì các bạn dựa trên danh sách bên đây, sau đó bạn quay về cái ví Statera nè, ví Terra Station chứ, giờ tôi bị nhũng não theo đó rồi,
overstacking ha, đi dò thôi. Giờ ví dụ mình đi dò cái thằng smart start nãy đi ha, smart start là đi đặt cọc thông minh đúng không, đặt cái cho thông minh ra đi, chịu khó tìm các bạn. Đáng lẽ đưa cái số thứ tự cho các bạn cũng được, nhưng mà dự án nó cập nhật liên tục đúng không, dự số thứ tự này nó sẽ bị thay đổi. Đây smart start, bấm vào các bạn bấm ủy nhiệm này ha, số lượng bao nhiêu, ở đây ví dụ mình cho nó một thôi, các bạn có thể đặt là 0.01 luôn cũng được, không có nhất thiết là phải một đâu. Mình bốn cái dự án mình chọn, mỗi cái mình cho nó một con đi. Net đây là cái phí ga các bạn ha. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng phí ga và UST cũng được, nhập mật khẩu ủy quyền ủy nhiệm nhé. Rồi như vậy là xong ha. Tương tự như vậy các bạn nha, cứ đặt cọc đi, tại vì mình cũng đặt cọc kèo này mà. Nếu mà có thông tin gì thêm thì ít hôm nữa sẽ cập nhật cho các bạn. Rồi tiếp đến những cái dự án sau đây cần phải bập ha. Hành tây hành tím nè, một cái khoanh vùng cái đi, cái này vác nữa mình đặt cọc. Cái thứ hai nữa là con Neptune. Neptune này giống dầu ăn quá nhỉ. Con này là chính xác luôn, có thông báo error các bạn nha, đã kiểm tra trên Twitter của nó. Tiếp đến là con nào đây, tiếp đến là con lúp các bạn nha, con lúp mà hôm bữa xe rớt cho các bạn đó. Đây các bạn tra để đặt cọc con này luôn, và những cái dự án mà mình thấy là ok con dê á, thì có ghi ở trong phần mô tả video cho các bạn tham khảo, thì những dự án đó nên ưu tiên đặt cọc trước các bạn nha. Ngoài ra thì các bạn tra trong số 28 dự án này, bỏ ra 4 và còn 24 đúng không, thấy cái dự án nào mà ở trên Twitter có thông báo error hay rần rần gì đó thì vô comment nhé các bạn nhé, cho tôi cá với, nhiều khi tôi tra bị sót nó là vậy ha. Ok, còn không nữa, ông nào mạnh mạnh thì cứ hốt 24 dự án này luôn, không bỏ cái nào hết, để hốt tròn bộ đúng không. Còn ai mà mạnh dữ nữa thì thích cưa khúc bằng bự á, đẩy vô 136 dự án này đó là vậy. Ở trên đây thì nếu mà các bạn muốn nhắm mắt đi vote đại thì cũng nên lựa những cái nào mà có dấu tích này các bạn nha. Đấy, còn đối với cái dự án Neptune này thì mình đã coi kỹ rồi, với lại thấy nó có kiểm toán rồi đây ha, thì dù là không có dấu tích nên nhưng cứ vote được, con này vote được các bạn nha. Đây thôi làm cái luôn đi, minh họa vô đây cho nó một luôn đi ha. Phí ga về nhiều không nhỉ, tính sơ sơ thử các bạn, 0.003 mà nhân cho bao nhiêu, trong quá trình chờ đợi tính thử ha, 3 mà nhân cho 35 cho nhân với 4 luôn đi, 34 12 rồi rơi vô tầm cỡ 0.012 cho 0.02 đô các bạn. Ok, thì phí ga không đáng kể ha. Rồi tương tự, ủa sao không có hiện thấy cái gì hết vậy, về quá lẹt đây, có trừ chưa vậy, đã trừ rồi mà. Rồi ok ha, tại cái mục staking ở phía trên mục dashboard nè, và nó hiển thị hết cho mình những cái nơi mà mình đã start ở đâu, cứ bấm vào các bạn nha, quản lý rất là tiện. Giờ không muốn vote nữa, không muốn ủy nhiệm cho nó nữa thì có thể rút ra, nó là vậy ha, không mất gì hết, kèo này chơi được các bạn đúng không. Thì giờ có nên mua thêm mới Luna đẩy hết 24 con không đó, tùy các bạn nhé. Ok, tức là giá biểu đồ của Luna bây giờ đang thấy ghê quá, cũng nguy hiểm. Rồi trong quá trình thao tác có gặp vấn đề gì thì các bạn hãy để lại comment, mình sẽ chia sẻ. Đừng quên like, share, cũng như bấm subscribe kênh ủng hộ kênh các bạn nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.